Cảm ơn quý vị đã trở lại với Mai Khanh và Dược sĩ Vinh Đạt. Khi Mai Khanh nghe trong cộng đồng mình nói là có nhiều người nghĩ là không có COVID-19 thật, thì Mai Khanh muốn cho quý vị một câu chuyện nha. Tại vì đây là có thật, không phải là một câu chuyện, chắc là phải 2-3 câu chuyện. Tại vì Mai Khanh muốn nhắc quý vị đó là có thật và nó ảnh hưởng rất là nhiều gia đình. Có nhiều gia đình đã có người chết, có người thân bị nằm ICU, đã mất và đã rất là buồn và thương xót những người này, nhưng mà họ không dám nói. Nhiều người không dám nói cho cộng đồng mình biết tại vì cộng đồng mình không tin, và nhiều người lại còn đổ tội cho những người đã chết vì nói là tại vì cái cách họ sinh sống. Hay là Mai Khanh không hiểu cái cộng đồng mình, như khi mà cộng đồng nói như vậy là Mai Khanh muốn nhắc lại. Mai Khanh có một người bạn nha sĩ ở Houston bị bệnh, đến nhà thương ER 2 lần nhưng mà không có giường để mà COVID. Làm test COVID rồi, được nước biển rồi, được thuốc rồi, rồi gửi về nhà để mà theo dõi. Tại vì bác sĩ thì theo dõi ở nhà thôi, tại không có giường. Làm họ theo dõi thì họ mới thấy là cái oxygen level nó xuống trong cái tuần thứ nhì, tức là bắt đầu ngày 5 đó, ngày thứ 5 thì đã thấy là cái oxygen xuống, làm nha sĩ này phải trở lại nhà thương. Và sau đó thì được nhập viện, tại vì đây là bị nặng quá rồi, không thở được rồi. Ở nhà thương 4 ngày chữa trị. Khi về nhất định nói với Mai Khanh là tôi đâu có bị COVID. Mà đây là nha sĩ nha. Test COVID có dương tính, positive, nhưng mà nói không, tôi bị viêm phổi. Rồi khi mà tôi về nhà thương tôi mới mắc bệnh COVID. Chứ này không phải là COVID. Đó, đầu tiên. Nhà Mai Khanh, Mai Khanh em của Mai Khanh là một bác sĩ mổ mắt. Thì mổ mắt cho một bệnh nhân, bởi bây giờ là cái ngành ophthalmology là cái ngành mà dễ lây nhất, tại vì mình đến rất là gần với bệnh nhân, mình khám bệnh nhân là mình không thể nào tránh được. Làm những người bác sĩ ophthalmologist họ phải đeo đeo khẩu trang, rồi đeo mask, đeo nhiều, rất là nhiều. Thì bây giờ những cái mổ như là cataract á, tại vì không phải là essential thì phải thử, phải thử bệnh nhân rồi mới mới ok là mình mổ. Thì em Mai Khanh đã thử một bệnh nhân mổ một cái mắt. 2 tuần sau gọi để follow up, để mà làm mổ cái mắt thứ nhì. Tại vì nếu mà cái cataract thì mình mổ một mắt mà tốt thì mình mổ thứ nhì. Thì cái người bệnh nhân đó chết rồi. Tại vì cái test đầu tiên mà nó là negative, khi mà em Mai Khanh mổ thì nó negative, rồi sau đó thử lại lại bị positive, rồi đã mất trong dưới 2 tuần để mà follow up đã chết rồi. Mà cái này là chuyện thật. Đây là những người Việt Nam mình có rõ ràng và vẫn nghĩ là không có COVID. Thì cái đó Mai Khanh muốn nhắc quý vị. Trong ngành nhi đồng, Mai Khanh thấy rõ ràng là văn phòng Mai Khanh bây giờ nhiều người gọi con bị sốt, bị ho sổ mũi, cái này có phải là cảm hay là cúm hay là COVID vậy bác sĩ? Mình phải hỏi là trong gia đình bây giờ có ai, có ông bà không? Con có đi học không? Lây bằng cách nào? Bây giờ làm sao? Trẻ em, quý vị, trong nước Mỹ nha, đã có hơn 1 triệu ca bệnh COVID-19. Làm đừng nghĩ là COVID này không ảnh hưởng trẻ em. Trong một tuần, đã có hơn 112.000 em mắc bệnh COVID. Trong một tuần thôi. Làm nhiều người nói, cái này không, mở trường đi, cứ tiếp tục mở trường, tại vì nó sẽ không lây đâu. Và hay là lây thì trẻ em nó cũng bị rất là nhẹ. Nhưng mà mình quên là có bao nhiêu ông bà, có bao nhiêu bố mẹ. Bao nhiêu người trong văn phòng Mai Khanh, bố mắc bệnh, nằm nhà thương, bị viêm phổi, nằm trên ICU 6 tuần. Nhưng mà nhất định vẫn nói là không phải là COVID, vẫn nói là bị viêm phổi thôi. Mà đây là một người 50 tuổi, làm sao mà tự nhiên mình bị viêm phổi? Trong khi mà cả thành phố, cả quận bị COVID, thì làm sao mà mình nói là mình tiếp, nhưng mà vẫn tiếp tục nói như vậy. Thì Vinh, mình bây giờ làm sao mà mình thuyết phục được họ? Thì cái đó mình thuyết phục, thì Vinh với Mai Khanh đã nói chuyện với nhau, với lại các bạn bè nói chuyện với nhau, thì bây giờ họ không tin sẽ họ sẽ không tin. Nhưng mà Vinh với Mai Khanh đến hàng tuần, tức là đến thầy, là muốn thuyết phục cho những người chức người không tin sẽ at least là phải có một cái sự hiểu biết về tại sao COVID. Vinh đã nói là cái chết, cái người kêu là excessive death đó, tức là những người mà chết quá với lại sự trung bình đó,
mình mới nói Vinh coi lại á, là nó là 326.000 người hơn năm trước và hơn trong 5 năm trước lận. Tức là cái người mà chết hàng năm á, nó có cái số trung bình rồi, mình cộng lại mình chia ra. Nhưng mà năm nay 2020 cái số người chết nó hơn là cái số trung bình. Mình chỉ nói là 251 250.000 người là mình đã biết là họ có chứng, tức là test positive thôi. Còn 326.000 người đã bị chết excessive, tức là mình có chừng 60 đến 70.000 người mình không biết họ chết về cái gì. Cái đó nó có một cái mình không có thể mà hạn hạn, tức là bởi vậy quý vị nên để ý với lại cái số người chết và những người bị bệnh. Mình đừng có chờ đến lúc mà bị bệnh vào nhà thương rồi mới biết, tại vì cái cách khó thở đó họ thấy đến lúc mà họ nhìn mà họ muốn thở ra, mình nhìn cái mắt của họ là mình biết là họ muốn, tức là như là bị chết 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 ngộp á, thì cái đó không cách không, đến lúc đến đó thì quá trễ rồi. Mà cái chết này là đau đớn nè, nhưng mà rất là cô đơn, tại vì những người này sẽ không có được gặp mặt, nói chuyện, cầm tay người thân của họ. Cái người cuối cùng mà họ sẽ gặp là người y tá thôi. Làm quý vị ơi, cái này là mình phải hiểu cái đó. Và nếu mà mình muốn đến thăm gia đình thì mình phải nghĩ đó là năm tới đi, năm tới ông bà mình phải bảo vệ ông bà mình và con cháu mình. Tại vì có nhiều người trẻ em cũng đã mắc bệnh và cũng đã có người chết. Có làm mấy khanh, thật ra là nhiều khi mình nói thì mình nghĩ đó là trong cộng đồng mình biết chứ, mình thấy con số, mình không thể nào nói là ồ con số này nó có nhiều người nói không chính xác, thì mấy khanh nói thật, đúng là không chính xác thật, tại vì 250.000 người chết này là thấp chứ không phải là cao. Mà chính xác, nếu mà mình muốn chính xác hơn thì mình phải nghĩ là khoảng gần 400.000 đến 500.000. Nếu mà mình không thay đổi thì chắc chắn nó sẽ đến cái số đó. Mai Khanh nghĩ là không thể nào mà tránh được nếu mà tất cả mọi người nghĩ như là mình muốn nghĩ, là phải sinh hoạt bình thường. Nhiều người hỏi chừng nào mình mới trở lại được cái normal way. Cái cách mà normal đó là mình phải thương nhau, bảo vệ nhau. Cái đó là mấy cái là normal. Chứ còn mình, giờ mình muốn đi ra, mình muốn đi chơi, mình muốn đi bay qua đến Hawaii, hay là mình muốn đến nhà, mình có mở một cái tiệc cho nó lớn. Cái này không phải là normal. Thì cái này là nó không có một cái gì là normal hết, trong khi mà mình có một cái đại dịch như vậy. Mai Khanh có trong văn phòng có hai bệnh nhân đến muốn thử ngay, tại vì đi một cái party, mà cái party này họ nói là trong gia đình họ thôi. Mai Khanh nói ủa vậy là cái party bao nhiêu người? 50 người, nhưng mà trong gia đình thôi. Okay. Rồi lại một người lại nói là thấy khó chịu nhưng mà đi thử rồi, đang thử nhưng mà đến không nói cho mọi người, tại vì nghĩ là họ chỉ khó chịu chút xíu thôi. Ở cái Maine, quý vị có nhớ 177 người đã bị dương tính và đã có 7 người chết sau một cái wedding, cái một cái đám cưới. Làm cái nhiều cái tiệc mà gia đình sẽ có trong mùa lễ tạ ơn này, dù là trong gia đình chỉ có 10 người hay 20 người hay 50 người, dù là ăn ở trong nhà hay là ở đằng sau sân, cũng sẽ lây nếu mà mình có cái con virus trong người. Mà không phải là mình biết được, nếu mà mình đã bệnh thì chắc chắn là mình sẽ ở nhà, nhưng mà cái này, cái virus này mình có thể lây người khác khi mình không có triệu chứng. Thì Mai Khanh và Vinh mong là quý vị có một mùa lễ tạ ơn có nhiều cái meaning. Mà cái meaning mà mình muốn quý vị nghĩ đó là khi mà mình muốn tạ ơn là mình tạ ơn khi mình có những người thân, những người mà mình có thể mình tiếp tục gặp thăm mỗi năm cho năm tới. Và năm nay là mình phải thăm họ qua một cách khác thôi, nhưng mà tại vì mình muốn là có những năm tới và những lễ tạ ơn tới, những lễ Noel tới, thì Mai Khanh mong là quý vị có một buổi rất là ấm cúng với gia đình và bạn bè. Nhưng mà chắc là cái buổi đó nó phải qua Zoom. TV hay là Zoom hay là FaceTime. Nhưng mà cái đó là chỉ có cái cách đó thì mình có thể mình nói lên cái lễ tạ ơn và nói lên cái sự thương yêu trong gia đình. Vì mình bảo vệ nhau, mình kiếm cách
không có một cái gì mình không thể mình làm được, mình phải làm cho gia đình mình. Thì Mai Khanh mong là quý vị có một cái mùa lễ nó có nhiều cái meaning như vậy. Vinh. Vâng, Vinh cũng muốn những cái cơ hội này chúc quý vị một ngày lễ tạ ơn và lễ Giáng sinh và lễ năm mới đầy an lành, và mình không có cần phải là gặp nhau nhưng mà mình có thể chúc cho nhau qua điện thoại, qua FaceTime, qua Zoom và gặp nhau. Có thể là mình có thể ăn uống, mình tất cả mọi người nấu đồ ăn xong rồi mở Zoom lên nói chuyện với nhau trên đấy, trên Zoom hay là trên FaceTime để coi có thể mặt nhau trong đó. Và chúc quý vị một mùa lễ an lành. Và Mai Khanh và Vinh sẽ trở lại sau năm mới 2021.